Chị chào tất cả các bạn và tất cả các em nhé. Hôm nay chị quay cái clip này giới thiệu cái hàng mới của chị về mẫu mới là có bé cừu Galaxy size chung về rồi nè. Rồi hàng những cái bé này gọi là bánh kem hả, bánh kem ngựa unicorn với lại mấy cái đuôi của nàng tiên cá. Rồi bắn tự nhiên mình cả lâm bắn vòng, bắn số 8, em gấu đội lốt gà, rồi hamster cầm cà rốt, ly cà phê gấu, rồi kem sứa galaxy. Rồi bây giờ chị sẽ lấy các bé lại và review cái độ chậm tăng cho các bạn xem nhá. Rồi đây, trước tiên là chị giới thiệu đến cái ly cà phê cappuccino của cái này nó không có hãng. Hãng Sunny Whisky, chị thấy ở dưới nó có cái license là Sunny Whisky. Có hai màu nhá. Màu này là màu nâu và màu đỏ. Thì bây giờ chị sẽ gỡ cái bọc của nó ra và review cái độ chậm tăng cho các bạn xem nha. Đây. Thì cái này có giá là bao nhiêu nhỉ? 90k nhá. Cái này có giá là 90k và đây là cái bao bì của nó. Bao bì rất là dễ thương. Này, một cái bàn, có một cái cầu thang. Có một cái cầu thang đi lên là một quán cà phê, một cầu thang đi lên sân thượng ngồi uống cà phê. À, cái này như là kiểu một câu chuyện đấy nhỉ. Đây, cái này là ly màu đỏ. Cái này có giá là 90k nhé các bạn nhé. Bao bì của nó có bao bì nhé. Tiếp theo là nào nhỉ? Quăng đâu rồi? Đây. Cái bánh kem này thì chị cũng không biết tên gọi cho là gì đây. Chị chỉ biết là cái loại này thì các bạn hãy gọi nó là bánh kem có chú ngựa trên kho thôi, còn cái này thì là có cái đuôi cá hay gì đây. Còn cái này là cái mặt có cái sừng không biết là của cái gì. Thì đồng giá là 170 hết nhé các bạn nhé. Đây là bao bì nó đóng từ bên kia về luôn. Có bao bì sẵn như thế này luôn. Đồng giá là 170. Bao bì thì ơi to nhỉ. Bao bì to quá. Cái thì nhỏ thì cho bao bì. Cái to thì cho bao bì nhỏ xíu. Cái nhỏ cho bao bì to. Đó. Khỏi dạ tháo ra. Tại vì cái này cái tháo ra tháo vào nó lại mất cái lớp keo đi. Rất là mềm. Ơ chị thấy cái này có vẻ chậm tăng nhiều hơn nhỉ. Chắc là tùy cái. Thì cái này đồng giá là 170 nhé các bạn nhé. Về số lượng rất nhiều nhé. Cái bánh vòng này thì chắc là chị không cần giới thiệu nữa. Tại vì mỗi lần hàng về chị hay quay, các bạn cũng biết cái độ chậm tăng và cái kiểu dáng của nó rồi. Thì cái này có giá là 170 nhá. Hai màu Galaxy, màu cầu vòng. Kế tiếp nữa là bé gấu. Bé gấu đội bé gấu mà mặc cái áo khoác là hình một chú gà con. Cái này có giá là 60 hay 70 đây. Chị cũng không nhớ. À các bạn ơi, nhiều khi mà trên clip mà chị cứ quên nói giá, hay là chị nói bị lộn giá. Giá thì chị đã ẹt trên hình nhưng mà nhiều cái chị quên lộn giá. Thì các bạn thông cảm nhé. Tại vì nhiều khi là mẫu nó nhiều quá, chị cũng không thể nào nhớ hết được. Thì chị có ẹt ở trên hình rồi. Còn cái nào nếu như chị sale thì chị sẽ có một cái clip sale. Thì rồi các bạn sẽ dựa theo cái clip sale đấy để mua nhé. Rồi tiếp theo nữa là cừu ngồi Galaxy. Xinh chưa? Màu Galaxy và màu cầu vồng nhé. Cái này có giá là 150. Mắc hơn cừu thường cho một chút xíu. Xinh khủng khiếp. Thường thường màu Galaxy ấy thì nó sẽ dễ bị chắc cái này, nhưng mà ở dưới đây thì không ảnh hưởng gì đúng không? Ở dưới đây thì không ảnh hưởng gì. Tại vì nó cũng ngồi lên như thế này rồi.
Màu Galaxy nhiều khi họ phun sơn không có đều ấy. Thực tế ở trong nó là màu trắng mà, xong họ sẽ phun những cái lớp sơn lên. Họ sẽ phun những cái lớp sơn lên thì nó ra màu Galaxy. Ôi cái màu Galaxy này, cái tai của cái em, cái tai của em Galaxy này bóng quá chừng nhỉ. Cái tai của em cầu vồng này thì không được bóng lắm. Chị thấy màu Galaxy bóng quá, màu cầu vồng không bóng lắm. Thì cái này có giá là 150 nhá. Tiếp theo là em Hunter. Em Hunter thì bao bì đâu rồi ta? Em Hunter đây. Em Hunter lại có giá 80k. Bao bì đây. Bao bì xinh ơi xinh luôn. Một lùi cà rốt trong ở dưới. Đây. Cái này thì chị tháo cái này ra thì không sao, tại vì nó có một cái bao bì rồi. Còn những cái mà có bao bì họ đóng về luôn ấy, cứ tháo ra tháo vào nhiều nó lại mất hết cái lớp keo của nó đi. Em này có giá là 80k. Xinh chưa? Có hiệu ứng xanh 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 xanh. Mình soi ra ngoài trời này có hiệu ứng xanh xanh ở đây nhở. Giá 80k có bao bì nhá. Tiếp theo là kem sứa cầu vồng và kem sứa Galaxy. Cái này thì cái loại thường kia thì mình bán là 170, còn cái loại này thì mắc hơn các bạn ạ. Tại nó mới ra cho nên nó mắc hơn một chút xíu, có giá là 190 nhá. Khổng lồ luôn, cái này khổng lồ, bàn tay của chị này nó to hơn, nó dài hơn khổng lồ luôn. Cái này là loại khổng lồ nhá, không phải loại mini. Có giá là 190. Và cuối cùng của lô hàng ngày hôm nay chị về đó là gấu đội nón kem. Gấu đội kem trên đầu ấy. Thì hôm nay về mấy màu nhờ? 1, 2, 3. Có 3 màu thôi. Màu vàng, màu hồng và màu xanh nhé. Cái này có giá là 80k. Màu xanh nhạt này, màu vàng này và màu hồng này. Hết, hôm nay chị chỉ về những mẫu như thế này thôi. Video của chị đến đây là hết rồi. Các bạn xem thấy hay thì cho chị một like và share cho các bạn khác cùng ủng hộ cho shop của chị đấy nhá. Bye bye các bạn.